Thời điểm mới bắt tay vào nghề, bà Năm Thụy không nhớ nổi có bao nhiêu mẻ mọc cứ vữa ra phải đổ bỏ. Công thức nêm ướp đã nắm kỹ, nhưng có lẽ nghề gia truyền nào cũng vậy, luôn tồn tại những lắt léo chỉ có thể đánh đổi bằng nước mắt và kinh nghiệm. Cục thịt cưng mua về nó phải sống nhảy bịch kìa. Mần xay chả lụa mới được, thịt nó hơi nó nguội là mình xay chả lụa nó không có dai, xay là hư bỏ, xay hư bỏ vậy đó. Con đường độc hành không hề dễ, lá chuối vẫn xanh mướt sẵn sàng, nhưng thất bại khiến lửa nghề gần như sắp tắt. Bà vẫn không bỏ cuộc, bắt tay làm lại từ đầu. Suốt 2 năm ròng nỗ lực, cuối cùng những đòn chả lụa đầu tiên cũng ra lò. Dù chưa có tiếng, khách hàng cũng biết tên. Tuy nhiên, nghề chả không bằng phẳng như bà nghĩ. Tin đồn chả lụa chứa hàng the là một lần nữa đẩy người theo nghề vào cơn điêu đứng. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chồng chất khó khăn. Nhưng mà ông bà ta thường nói, trong cái khó ló cái khôn. Vậy thì cái khôn ở đây đó chính là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp một người. Đây chính là người đã viết nên câu chuyện mới cho nghề chả. Anh Nguyễn Trường Chinh, con trai lớn của bà Năm Thụy, với quyết tâm tìm một chỗ đứng trong lòng thực khách, anh đã mày mò cho ra đời món chả hoa ngũ sắc thơm ngon nước tiếng. Nhiều người gọi đây là sự kết hợp công phu giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gồm trứng chiên, mộc sống, thịt tươi, trứng muối, hạt, rau củ và các loại gia vị. Một món ăn vừa đẹp mắt vừa giàu dinh dưỡng, khẳng định sự thành công trong việc làm mới để giữ nghề. Giữa cái bao bì và cái chất lượng bên trong thì theo anh Chinh cái nào quan trọng hơn? Mình thấy cả hai đều quan trọng. Tại vì chất lượng thì nó mới quyết định là người khách hàng có quay lại lần cho với mình những lần sau hay không. Còn về bao bì thì sẽ quyết định một phần là khách hàng có chọn mua sản phẩm mình ngay cái nhìn đầu tiên hay không. Gia đình còn mạnh dạn bỏ ra hơn 20 tỷ đồng đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại. Những chiếc cối xay công nghệ có thể nghiền quết những mẻ mọc dẻo dai mà không cần quá chất. Sản phẩm ra lò nhờ đó chất lượng hơn, đa dạng hơn. Đến nay, cơ sở đã có hơn 20 sản phẩm, mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 730 tấn chả các loại. Trong số này, chả lụa, chả hoa là hai mặt hàng bán chạy nhất. Xưa chả lụa nước tiếng miền quê, nay chả hoa gian danh cả nước, đường hoàng trong thương hiệu đặc sản Trà Vinh, trong danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, theo tay người dùng đi khắp nơi.